Mến chào cả nhà. Cảm ơn mọi người đã ghé lại kênh của mình nhé. Hôm nay Thảo sẽ chia sẻ một tượng đài Đức Mẹ nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy, đã có từ rất là lâu. Mẹ rất là linh hiển và chữa lành cho rất là nhiều bệnh nhân. Khi mà chính bệnh nhân hoặc là thân nhân của họ đến đây đọc kinh và dâng lời cầu nguyện, khấn xin mẹ chữa lành những căn bệnh hiểm nghèo và đã được mẹ ban ơn. Đây là cổng chính của bệnh viện Chợ Rẫy, địa chỉ là 201B, Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1900 được người Pháp xây dựng, đến năm 1971 người Nhật tái xây dựng lại thành tòa nhà 11 tầng, trở thành một trong những bệnh viện lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Để đến hang đá của Đức Mẹ Chợ Rẫy thì chúng ta có thể đi vào cổng bệnh viện phía đường Thuận Kiều. Đi vào khoảng 150m. Ngang qua khu F là các bạn. Và đến đầu khu E, đối diện là có căng tin, chúng ta sẽ quẹo phải vào con đường này. Tiếp tục đi 20m, nhìn bên trái có cánh cổng, chúng ta sẽ quẹo vào. Khu vực này trước đây cũng là nơi chữa bệnh, nhưng hiện nay nó được dùng làm xưởng để sửa chữa. Tiếp tục thì mình sẽ di chuyển qua cái hành lang của nhà kho bệnh viện. Và quẹo trái, chúng ta sẽ thấy hang đá của Đức Mẹ Chợ Rẫy. Hang đá Đức Mẹ đã được thành lập từ ngày 2 tháng 5 năm 1963. Và có rất nhiều bản tạ ơn xung quanh hang đá của mẹ. Đây là bản tạ ơn vì đã được chữa lành. Cùng những bản tạ ơn khác nữa, ở đây có một tấm bia ghi là Bệnh viện Chợ Rẫy kính dâng Đức Mẹ. Và thêm một tấm bia nữa có ghi là kỷ niệm năm Thánh Mẫu toàn quốc năm 1963. Vậy là hang đá của Đức Mẹ cũng có rất là lâu, khoảng 60 năm rồi nè. Cho nên tấm bia được làm bằng xi măng, trông cũng rất là đơn giản. Bệnh viện Chợ Rẫy đầu tiên là được người Pháp xây dựng. Tấm bia cũng đã cũ kỹ theo thời gian. Phía dưới thì có một tượng người đang nâng đỡ tấm bia. Đúng là lối kiến trúc xưa của người Pháp nè. Hang đá của Đức Mẹ thì đã có rất là lâu, nhưng sau biến cố năm 1975 thì không ai chăm sóc, nên hang đá Đức Mẹ thành ra hoang vu và lạnh lẽo. Cỏ cây thì bị che khuất, tượng mẹ thì bị cũ kỹ. Mãi đến khi cha Chân Tính ở dòng chú Cứu Thế chữa bệnh mới bất ngờ phát hiện ra hang đá của Đức Mẹ. Sau đó thì ngày 5 tháng 9 2012, cha đã nhờ người sửa chữa, dọn dẹp, sửa sang lại thật là sạch sẽ và quang đãng. Nhờ vậy từ đó có người trong thành phố hoặc là ngoài tỉnh, bệnh nhân hay là người nhà hoặc là khách đến thăm bệnh nhân, công giáo hoặc là không tôn giáo, đã đến đây viếng thăm Đức Mẹ thật là tôn kính và ấm áp. Có bản kinh cầu cho bệnh nhân để mọi người đến đây dâng lời cầu nguyện. Và đã có rất nhiều người được ơn chữa lành, nên mọi người cũng truyền tay nhau và đến để dâng lời cầu nguyện mẹ. Và có một bản ghi bài hát về mẹ ở nơi đây. Và có thêm một bản kinh Hãy Nhớ, để chúng ta trông cậy vào mẹ, xin mẹ ban ơn lành cho chúng ta. Có những cái biển tạ ơn thì từ rất là lâu, vào năm 1964. Ở đây có một bản kinh ngắn để dâng mẹ nè cả nhà. Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, Đức Mẹ thương xót mọi người, cầu cho chúng tôi. Amen. Lạy mẹ Maria, hôm nay con mới có dịp để đến viếng thăm mẹ. Xin mẹ đoái thương, che chở và ban ơn chữa lành cho những ai đang mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, như là căn bệnh ung thư, hoặc những ai còn đang đau đớn trên giường bệnh. Xin mẹ thương cứu giúp họ, ban cho họ được khỏe mạnh. Xin mẹ thương cứu giúp chúng con.
Chúng con xin nhân lời cảm tạ mẹ. Amen. Ở đây có một bức tượng trông cũng rất là lạ. Và trong một dịp khác mình ghé đến, bắt gặp hình ảnh một cô y tá đến đây để đọc kinh. Khi nhìn lên tượng thì chị mình nói nhìn mặt nước mẹ rất là buồn. Chắc hẳn mẹ rất buồn vì con cái đã bỏ quên mẹ trong suốt một thời gian rất là dài. Không ai lui tới chăm sóc. Kế bên còn để đồ của nhà kho rất bề bộn. Và hàng ngày thì mẹ phải chứng kiến biết bao nhiêu cảnh đau lòng ở nơi khoa cấp cứu. Và những bệnh nhân rất là đau đớn trên giường bệnh. Nhưng mẹ vẫn đứng đó, theo dõi, âm thầm che chở và cứu giúp con cái của mẹ. Vậy trong những lúc khó khăn, chúng ta hãy biết chạy đến để cầu xin mẹ ban ơn cho nhé. Kinh cầu cho bệnh nhân, lạy Đức Thánh Trinh Nữ Maria, mẹ là mẹ sầu bi và cũng là mẹ hy vọng. Chúng con dâng lên mẹ tất cả các bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân nghèo khổ và bị bỏ rơi. Chúng con xin dâng lên mẹ bao bạn trẻ đang chết dần chết mòn vì bệnh tật. Chúng con dâng lên mẹ bao trẻ thơ sắp mất cha mất mẹ. Xin mẹ thương nhìn đến những người cha người mẹ đang than khóc con mình. Xin mẹ ghé mắt nhân từ nhìn đến những gia đình đang kiệt quệ héo hon vì đau khổ. Xin mẹ ôm lấy tất cả những gia đình đó trong vòng tay từ mẫu của mẹ để họ được an ủi trong đau khổ, hy vọng trong thử thách và bình an trong gian khó. Lạy mẹ từ ái, xin mẹ thương nhận lời chúng con. Amen. Kinh hãy nhớ lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhẫm lời. Nhưng vì sự ấy, con hết lòng trong cõi tham van chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết tất cả đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin Chúa bỏ lời kêu xin một vũ lòng thương và nhận lời con cùng an. Chúng ta hãy đến thắp nhang và dâng lời cầu nguyện. Để nơi tôn kính mẹ thêm phần ấm cúng. Mỗi người dâng lên lời ước nguyện, khấn xin mẹ ban ân lành cho chúng con. Chúng con cảm tạ mẹ. Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi bệnh viện lớn, cho nên hàng ngày tiếp nhận rất là nhiều ca nan y. Những lúc người nhà thập tử nhất sinh như vậy thì họ thường đến đây để khấn xin mẹ ban ơn cứu giúp. Trong bệnh viện Chợ Rẫy còn có thêm một nơi trong khuôn viên của công viên. Họ có để tượng Chúa và tượng Đức Mẹ và cũng có tượng Phật nữa, để cho mọi người đến đây thắp nhang và xin khấn. Khi mà từ Đức Mẹ mình ra cái đường chính gặp công viên thì mình quẹo phải, đi khoảng 30m thì mình quẹo trái là sẽ gặp nhé. Mặt trước nơi đây là tượng Phật. Và khi vòng phía sau thì có tượng Chúa và tượng Đức Mẹ cùng các thánh và cha Trương Bổ Diệp. Để ai theo tín ngưỡng nào thì mình sẽ đến đó khấn xin nhé. Nơi đây là khu trung tâm nên rất dễ nhận thấy, cho nên cũng có rất nhiều người đến đây để khấn xin. Đó là nơi tâm linh mà khi bệnh nhân và người thân phải đi theo cùng, họ đến đây khấn nguyện và sẽ cảm thấy an lòng rất nhiều. Khi mà di chuyển lên phía trước thì chúng ta thấy có một bức tượng người phụ nữ và đứa bé với lối trang phục rất là lạ. Trước đây có một gia đình người Nhật đã xây dựng lại bệnh viện, thì người phụ nữ và đứa bé là vợ và con của người Nhật đó. Và họ đã thành tâm khấn vái, xin Phật Bà Quan Âm độ mạng cho người thân của họ cũng mau chóng tai qua nạn khỏi, sớm được khỏe mạnh và bình an.
nơi đây cũng có một bản kinh chú Đại Bi để cho họ khấn nguyện. Đến đây, Thảo xin ngừng video của mình. Cầu chúc cho mọi người luôn được bình an, khỏe mạnh và may mắn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau.